Hello, it's Trang Lena. Xin chào các bạn, mình là cô giáo Trang Lena và đây là video đầu tiên trong chuỗi video về văn hóa Anh Mỹ với tên gọi là học tiếng Anh thông qua các ngày lễ kỷ niệm. Và các bạn cũng biết là ngày gì đang tới gần rồi đúng không? Đúng rồi, đó là ngày 1 tháng 1, ngày New Year, năm mới, right? Và có một cái văn hóa rất là phổ biến ở các nước Anh Mỹ, đó là New Year Resolution, hay động từ của nó là Make a New Year Resolution. Đó là những cái lời hứa hoặc là những cái quyết tâm đầu năm họ sẽ nói ra, có thể là trước đêm New Year's Eve đó, để họ quyết tâm với chính mình sẽ làm trong năm mới. Và những cái New Year Resolution khá là phổ biến, ví dụ như là Get in Shape, hoặc là Lose Weight, hoặc là Get Married, hay có thể ví dụ như một số bạn Việt Nam thì mục tiêu, cái quyết tâm trong năm mới sẽ là Conquer English, đúng không? Ok, nhưng mà một điều đáng buồn đó là cái này nó giống như là một tradition, một cái truyền thống thôi. Còn lại là hầu hết những cái New Year Resolution này họ chỉ nói ở đầu năm thôi, và sau đó trong suốt cả năm sẽ quên sử mất và thường sẽ không hoàn thành được nó. Nhưng mà hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái cách để các bạn có thể làm New Year Resolution và chúng ta có thể theo dõi được nó suốt cả năm, và phần lớn đó là chúng ta sẽ đạt được nó. Bạn có excited to know it? Ok, rồi, và cái này nó được gọi là Vision Board. Vision Board có nghĩa là bảng tầm nhìn. Bảng tầm nhìn nó là một cái bảng các bạn có thể vẽ ra bảng phóc của mình, hoặc là tờ giấy A0 này, hoặc là tờ giấy A1, và trên đó dán những cái hình ảnh mà mình mong muốn sẽ đạt được trong năm mới. Cái việc làm Vision Board này, vì sao chúng ta phải làm nó? Đơn giản bởi vì chúng ta mong muốn rất là nhiều thứ đúng không? Nhưng mà bởi vì mong muốn quá nhiều thứ như vậy cho nên đôi khi chúng ta cũng chẳng nhớ là mình muốn cái gì nữa. Chính vì vậy, cái việc chúng ta ghi xuống, vẽ xuống, tưởng tượng về nó là một việc vô cùng quan trọng đầu năm để chúng ta làm nó trong suốt cả năm. Và có một cái nghiên cứu cực kỳ nổi tiếng của Đại học Harvard như thế này. Họ nghiên cứu một cái lớp, và trong cái lớp đấy thì họ thấy là 83% số người, tức là 83% học sinh thì là không có một cái mục đích, không có một cái goal cụ thể nào trong cuộc sống của mình. Có 14% thì là có mục đích nhưng mà không ghi ra giấy. Và chỉ có 3% số sinh viên, đó là họ có mục đích rõ ràng cụ thể, và thậm chí họ còn viết, vẽ, tưởng tượng ra giấy nữa. Và các bạn có biết kết quả là gì không? Sau khi họ nghiên cứu thì họ thấy rằng là 3% mà viết ra giấy đó đã có thu nhập gấp 10 lần tổng cộng 97% số người còn lại trong lớp. Cho nên cái việc viết ra giấy, vẽ ra giấy và chúng ta nhìn lại nó hàng ngày là một việc vô cùng cần thiết, cần phải làm. Và cái Vision Board này cũng là một cái mà mình học được từ những người thầy vĩ đại của mình về mặt phát triển bản thân. Và mình cũng triển khai cái này rất là nhiều trong các lớp học tiếng Anh của mình. Cho nên nếu như các bạn học cùng với mình thì cái đầu tiên các bạn sẽ có đó là một cái Vision Board về tiếng Anh. Vậy thì làm cái Vision Board này như thế nào? Quay trở lại với cái việc là đầu năm thì trước ngày 1 tháng 1 các bạn hãy đi đâu đó thật là yên tĩnh, có thể là đến quán cà phê nào đó chẳng hạn, và ngồi đó thật là yên tĩnh, có thể là nghe thêm nhạc baroque hay là nhạc thiền gì đó để chúng ta tĩnh tâm và ghi xuống những cái mà mình mong muốn sẽ đạt được trong năm mới, những cái goal trong năm mới. Và mình có thể gợi ý những cái goal này nó sẽ liên quan tới đầu tiên là công việc hoặc là học tập. Nó cũng có thể là việc học tiếng Anh. Đó, ví dụ như Conquer English hay là Master English hay là Get 900 in IELTS, TOEIC test, for example. Ngoài công việc học tập hay là việc học tiếng Anh ra thì các bạn có thể thêm một số phần, ví dụ như là về gia đình, một số bạn trong năm mới muốn get married, đúng không? Hoặc là về bạn bè, ví dụ như là mong muốn là một tuần phải có ít nhất thêm 3 người bạn mới, hoặc là một tháng ít nhất có thêm 1 người bạn nước ngoài mới.
Đó là về phần bạn bè. Tiếp theo, các bạn có thể làm cái New Year Resolution về việc đó là giải trí. Ví dụ như là bạn muốn đi đâu trong năm nay, hay là bạn muốn làm gì để giải trí trong năm nay. Các bạn cũng có thể làm nữa, một phần nữa đó là về phát triển bản thân. Đó. Ví dụ như là bạn sẽ đọc bao nhiêu quyển sách này, hoặc là bạn sẽ tham dự những cái khóa học nào này. Và một phần vô cùng quan trọng nữa chúng ta cũng có thể làm, đó là về phần thu nhập, income. À, bạn muốn thu nhập trong năm nay của mình là bao nhiêu. Thậm chí với những bạn đang còn đi học thì cái việc thu nhập này hoàn toàn cũng có thể làm được, bởi vì chúng ta vừa học chúng ta vừa có thể làm được mà. Và cái điều đó nó khiến cho chúng ta trở nên năng động hơn rất là nhiều. Và sau khi bạn xác định được cái mình thực sự mong muốn là gì, thì chúng ta có thể bắt tay vào làm cái vision board này bằng cách đó là các bạn lên mạng này, tìm những cái hình ảnh nào mà nó phù hợp nhất và mình mong muốn nhất, và in màu nó ra và trang trí, dán lên cái vision board đấy của mình. Và sau đó mỗi ngày trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy, bạn hãy đứng trước cái vision board đó và tưởng tượng rằng là mình đã đạt được những điều đó rồi. Và khi bạn tưởng tượng như vậy, cảm xúc nó tràn đầy lên đấy, hãy thưởng thức cái cảm xúc đó. Đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn trong cái video đầu tiên về văn hóa này. Và nhớ những từ chúng ta học được nhé, đặc biệt là New Year Resolution. Các bạn đã sẵn sàng để làm New Year Resolution cho chính mình trong năm nay chưa? Good job! Goodbye and see you next time!